Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của BYN TV 57.3. Hưng Yên cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật vụ tàu quân sự chìm tại cửa đại Hội An và tin tức về hàng loạt vụ xe bốc cháy trơ khùng trong vài ngày qua cùng nhiều tin quan trọng khác. Nhưng trước hết, Quốc Nam có bài ghi nhận về việc Sacombank phủ nhận việc bán cổ phần cho nước ngoài. Sau đây là phần chi tiết. Tin Quốc nội ngày 26 tháng 12 năm 2011, Sacombank phủ nhận tin bán cổ phần cho nước ngoài. Người đứng đầu Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank đã phủ nhận chuyện bán cổ phần Sacombank cho một ngân hàng nước ngoài mà một số phương tiện truyền thông vừa đưa tin. Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank cho biết, Sacombank vừa ký một thỏa thuận cam kết cùng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, Lào và Campuchia với ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ. Về chuyện bán cổ phần cho Credit Suisse, ông Thành khẳng định không hề có thỏa thuận đó. Trong khi đó, tờ Kinh tế Tham khảo của Thông tấn xã Việt Nam hôm 23 tháng 12 dẫn lời của đài BBC cho biết Sacombank có thể bán 15% cổ phần cho Credit Suisse. Credit Suisse hoạt động tại 50 nước và hiện đang là ngân hàng tư vấn tài chính về mua bán, sáp nhập và thu xếp vốn hàng đầu tại Việt Nam. Nguồn tin này dẫn lời ông Trần Xuân Huy, Tổng Giám đốc Sacombank cho biết việc bán cổ phần có thể được tiến hành dần dần cho đến khi cổ phần được bán ra tới tối đa mà cả hai bên đồng ý. Sacombank với quy mô ban đầu bao gồm 11 công ty thành viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, đầy rủi ro và cạnh tranh khốc liệt. Sacombank Group đã phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là thị trường bất động sản. Đây là ngân hàng đầu tư vào bất động sản mạnh nhất tại Việt Nam và có sàn giao dịch bất động sản là Sacombank. Tin Quốc Nam tường trình từ Việt Nam. Cảm ơn Quốc Nam. Quay sang những tin tức quan trọng khác. Trước hết là bản tin cập nhật vụ chìm tàu quân sự tại cửa đại Hội An làm 2 người chết và 5 bộ đội mất tích mà chúng tôi đã kịp thời loan tải đến khán giả của đài ngay trong ngày hôm qua. Qua lời khai ban đầu của lái tàu Phạm Xuân Phương, sau hơn 2 giờ đồng hồ, ông điều khiển con tàu vượt sóng cấp 5, cấp 6 vào đến cửa đại cách bờ khoảng 300 mét. Bất ngờ tàu bị gãy bánh lái nên không điều khiển được. Tại thời điểm này, gió rất mạnh cùng sóng biển quá lớn đã đánh con tàu bị chìm ngay sau đó. Chiếc tàu gỗ này có công suất 60 CV, mang số hiệu QNA-0063 do tiểu đoàn 70 quản lý và giao cho Phạm Xuân Phương điều khiển đưa đón cán bộ đi công tác và tuần tra trong khu vực. Sáng ngày hôm nay, 26 tháng 12, Bệnh viện thành phố Hội An cho biết đến nay 18 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe đã dần ổn định do lúc nhập viện các nạn nhân uống quá nhiều nước biển. 6 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương ở thành phố Hội An cũng ổn định. Tuy nhiên, báo chí loan tải lời của những nhiều nhân chứng của vụ chìm tàu, dù đã báo với đồn biên phòng 260 của Hội An đóng tại cửa đại rất sớm, nhưng đến gần một tiếng đồng hồ sau, lực lượng này mới có mặt và cứ vòng ra vòng vào. Anh Trần Minh Phúc, Bắc Bình nói, vào trưa hôm qua 25 tháng 12, anh và hai người bạn đi câu cá trong bờ, lúc đó khoảng 12 giờ trưa. Các anh tận mắt chứng kiến cảnh tàu chìm, còn dưới nước có rất nhiều người dân bơi trong dòng nước dữ. Anh dùng điện thoại di động điện về cho đồn biên phòng 260, hô to gọi ngư dân đang hành nghề gần bờ chạy ra cứu các nạn nhân. Gần một tiếng sau, lực lượng cứu hộ mới chạy ra chạy vào, tìm tàu kiểm tra. Họ chạy ra vòng đầu không thấy rồi quay vào lại. Thấy vậy anh hô to lên thì họ tiếp tục chạy ra một vòng nữa rồi cũng cho tàu quay vào. Đến lần thứ ba, nghe người dân hô to quá nên họ mới chính thức quay ra. Lúc này đã muộn rồi. Nhờ một số tàu thuyền, thúng chai, dùng dây thừng ứng cứu kịp thời. Nếu không thì con số chết và mất tích tăng lên rất nhiều. Không riêng gì anh Phúc mà rất nhiều người dân có mặt trong thời điểm xảy ra vụ việc đều bất bình cho rằng lực lượng cứu hộ ít và chậm. Nếu nhanh chóng hơn thì sự việc đã khác hẳn. Trung ương Đảng họp toàn thể lần thứ tư. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bàn về chiến lược cơ sở hạ tầng và các biện pháp ngăn chặn suy thoái tư tưởng đạo đức trong hội nghị toàn thể khai mạc vào sáng thứ Hai hôm nay, 26 tháng 12 tại Hà Nội. Đây là hội nghị Trung ương lần thứ tư kể từ khi Ban chấp hành Trung ương mới ra mắt sau Đại hội Đảng hồi đầu năm.
Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị và đề ra nghị trình đề án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho đến năm 2020 và đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. Xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba chìa khóa trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 mà Đại hội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, cùng với hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển nhanh nguồn lực theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Về đề án xây dựng Đảng, Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam đã chọn ra 3 vấn đề cấp bách cần làm ngay trong nội bộ Đảng, đó là đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của các đảng bộ đảng viên, nâng tầm các cán bộ quản lý cấp trung ương và xác định rõ ràng quyền hạn của người đứng đầu đảng ủy các cấp. Ông Trọng yêu cầu các đảng viên cấp cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư gương mẫu tự phê bình và kiểm điểm, đồng thời cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi và vật chất. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đảng viên lão thành cách mạng, đã nghỉ hưu, nói việc xây dựng chỉnh đốn đảng đã được đề ra từ rất lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả gì. Tướng Vĩnh nhắc lại câu nói của cố Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Văn Linh về tình hình đảng là nhà dột từ nóc, nên khó mà chỉnh đốn lại được. Ông cho biết tình trạng tham nhũng trong đảng đang diễn biến rất nghiêm trọng, với rất ít đảng viên nắm quyền từ cấp dưới lên cấp trên còn trong sạch. Việt Nam có khả năng qua mặt Thái Lan về xuất khẩu gạo. Vị trí số 1 trên thị trường gạo thế giới của Thái Lan bị đe dọa vì lũ lụt kéo dài và giá gạo xuất khẩu tăng cao. Cho nên, Việt Nam có triển vọng qua mặt Thái Lan trở thành nguồn cung cấp gạo lớn nhất toàn cầu. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, tính đến đầu tháng 12 năm nay, quốc gia này đã xuất khẩu 10.3 triệu tấn gạo. Khối lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan như vậy tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh ảm đạm đối với các nông dân Thái Lan, Hiệp hội các nhà sản xuất gạo Thái Lan lo ngại Việt Nam trở thành nguồn xuất khẩu gạo số 1 trên thế giới. Kính thưa quý vị, trước đây không lâu, sau một loạt vụ hố tử thần làm dân chúng hoang mang, thì đến nay, đến lượt xe tự nhiên bốc cháy, gần 20 vụ đã xảy ra trong năm nay. Trong vài ngày qua, nhiều tỉnh thành lại tiếp diễn những vụ cháy xe trơ khung. Mới trưa hôm qua 25 tháng 12, một xe Yamaha tự nhiên bốc cháy giữa Sài Gòn, thì hôm nay, lúc 17 giờ chiều 26 tháng 12 ở Hà Nội, xe Attila cháy, cả dãy phố hoảng loạn, đang lưu thông trên đường, chiếc xe Attila BKS29A76237 đột nhiên bốc khói, cháy đùng đùng, khiến cho nỗ lực dập lửa của người điều khiển xe bất thành. Vụ việc xảy ra vào đúng giờ cao điểm khiến hàng trăm người trên phố Đình Công, Hà Nội hoảng loạn. Ngọn lửa bùng cao gần 2 mét, nhanh chóng thiêu rụi chiếc xe. Chiếc xe này đã biến thành đống sắt vụn, toàn bộ phần vỏ bọc xe bị cháy rụi, lốp trước và lốp sau vẫn còn nguyên. Chiếc xe cháy vẫn còn bốc lên mùi khét lẹt. Kính thưa quý vị, cũng vào ngày hôm nay, 26 tháng 12, tại thôn Kim Xuyên, xã Tân Hàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang, đã xảy ra một vụ cháy xe kinh hoàng. Sau hơn 3 giờ bốc cháy kèm theo những tiếng nổ, chiếc xe hơi mang nhãn hiệu Lacetti bị lửa thiêu rụi. Ông Hoàng Văn Đức, chủ nhân chiếc xe cho biết, vào lúc hơn 13 giờ giờ Việt Nam, ông điều khiển chiếc xe này đi trên đường làng từ xóm Voi đến đoạn đường làng trên, địa bàn xóm Kim Xuyên, xã Tân An, khoảng 3 cây số thì phát hiện nắp capo trước mặt bốc khói. Người dân hai bên đường cũng chỉ biết đứng chứng kiến từ xa mà không dám đến gần chiếc xe bị cháy, sợ phát nổ. Sau hơn 2 tiếng, chiếc xe đã nhanh chóng bị thiêu rụi, chỉ còn lại cái khung. Cả giấy tờ xe và một chiếc điện thoại di động Nokia X1 của chủ xe cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Và kính thưa quý vị, hôm qua, ngoài chiếc Yamaha chạy giữa đường Sài Gòn, thì chiều 25 tháng 12, một xe máy cháy đùng đùng trên quốc lộ 18, đoạn từ Bắc Ninh đi Nội Bài, ngọn lửa bùng phát rất mạnh và chỉ vài phút sau đã thiêu rụi chiếc xe trước sự bất lực của người điều khiển cùng hàng chục người đi đường. Anh Trần Trung Thế, xã Tân Việt, Đông Triều, Quảng Ninh cho biết, chiếc xe bốc cháy dữ dội, thời điểm xe cháy ngoài người điều khiển xe còn có rất đông người chứng kiến, nhưng không ai dám vào dập lửa vì sợ xe phát nổ. Chiếc xe tựa vào lăng can đường, bị ngọn lửa nuốt gọn phần bình xăng, yên xe, đầu xe và nhanh chóng lan về phía đuôi xe.
Chưa hết, kính thưa quý vị, trước đó, ngày 24 tháng 12, chiếc xe Honda Way mang biển số 92S10482 tự nhiên bốc cháy dù còn trong thời hạn bảo hành. Rất may, người dân xung quanh đã kịp dùng bình cứu hỏa dập lửa nên không xảy ra thương vong nào. Anh ruột của cô sinh viên Hân là Nguyễn Tấn Hậu, người trực tiếp mua xe Way này tại cửa hàng Hà Giang Motor cho biết, ngay sau vụ cháy, một nhân viên cửa hàng đến dắt xe đi để kiểm tra kỹ thuật các bộ phận của xe, nhưng không tìm ra nguyên nhân gây cháy. Chị Hân cho biết, chị luôn đi bảo trì đúng thời hạn và chăm sóc rất kỹ lưỡng chiếc xe này. Đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến Việt Nam trong năm nay. Sáng nay 26 tháng 12, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến Việt Nam năm nay. Vị khách du lịch thứ 6 triệu đến thăm Việt Nam, ông Kervel Bernard François, quốc tịch Pháp, đã được nhận phần thưởng là một tour du lịch tham quan thành phố Đà Nẵng, Hội An dành cho hai người do công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dịch vụ Lữ hành Sài Gòn Tourist trao tặng. Cũng trong buổi lễ, vị khách thứ 5.999.999 và vị khách 6.001 đã được lãnh đạo Tổng cục Du lịch Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng kỷ niệm trường, giấy chứng nhận và phần quà là những chuyến du lịch hấp dẫn tại các điểm du lịch tại Việt Nam. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây. We'll be right back.